Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam. Đổ két nè mọi người. Đây là gì á? Giới thiệu đến mọi người bầy gà tàu đất nha mọi người. Đẹp nha mọi người ơi, đẹp nha, đẹp nha, đẹp nha. Quay chia sẻ cho mọi người nha. Tối rồi mọi người, chiều rồi. Ê, nhìn đã chưa mọi người? Đấy, nay mình đang đi bắt gà tàu đất. Mái bên trong nha mọi người. Mái nó... Đây là gà trống mọi người. Trống sai đẹp lắm. Đất rộng rãi lắm mọi người ơi. Đấy, sợ nhìn đã nhờ. Đẹp nhờ. Mọi người thấy view đẹp không mọi người? Rồi, gà hiền khô rồi. Màu, đúng màu tàu đất luôn nha mọi người. Mỏ không cắt luôn. Cận cạnh mỏ luôn nè. Ừ, đẹp ha. Anh đi đâu rồi ta? Mình bật điện lên nha. Ừ. Đâu? Đâu? Chất lượng chưa mọi người ơi? Thì nó đúng tàu đất luôn. Tàu này mới đúng là tàu đất đẹp này. Chất lượng đó. Quay chia sẻ đến cho mọi người. Con gà nhìn chất lượng quá mọi người ạ. Đẹp, gà này ăn thịt thì ngon mọi người. Chân nú cựa này. Đấy, nú cựa luôn mọi người, đẹp không? Dàn cựa của nó mới đã nha mọi người. Đây. Không uổng công đi bắt nha mọi người. Đây gà mái của nó này. Con mái này. Đã chưa? Đẹp đấy. Chốt luôn nha mọi người ơi, chốt luôn nha. Ô, nhìn đẹp nhờ. Đâu. Vịt phê rồi mọi người. Có cả vịt xiêm nữa này mọi người. Vịt xiêm các kiểu. Tàu đất đẹp chưa? Nhìn mà mê luôn này. Nhìn cái màu lông nó đã nhờ. Thịt cái này dân Sài Gòn mà được cái này mà ăn thịt thì nó ngủ trên cả cái lóc rồi. Quá ngon luôn. Rồi, xin cảm ơn mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mình không quay gà mái nha mọi người. Gà mái nó ở trong rồi. Mái nó ít quá mình cũng lười quay. Mái tàu á. Ít quá nó mình cũng lười quay mọi người. Quay cho mọi người cái con gà trống này thôi nha. Đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Rồi, cảm ơn mọi người nha.